Tụt luôn Cá. rồi. Ui, Này này, tụt cẩn ra thận, đâu nè. cẩn thận. Cá chép hồ tự nhiên rất ngon, được 2 ký 2, đun 7 phút đã ngon từ miếng, ngọt từ nấm, các bạn thấy chưa, tuyệt vời chưa đấy. Cái gì nữa không? Đấy các bạn, 6 giờ, 5 giờ 15, anh em đến nơi rồi, các cần thủ chuyển xuống đây. Hai cần thủ này ABC, mình là cần thủ chắc là siêu nhất. Siêu nhất. Các bạn ạ, mấy anh em là đi lên đập. Đây một bạn cũng chuyên gia để câu cá chấm thôi. Hai anh em sẽ câu cá chấm và câu ở phía bên kia. Các bạn thấy hồ nước rất cạn này. Đây là hồ thôn 3, xã Đắc Uy. Đấy, bây giờ lên khu kia câu cá chấm, xem ai câu được nhiều hơn. Bắt khiêu bắt sợ. Rồi. Đấy, hồ nước rất cạn. Nhưng mà còn sâu khoảng 3 đến 4 mét nước. Đấy, trời, bây giờ 15 rưỡi bắt đầu anh em đang triển khai ra cẩn. Đấy, anh em ra cẩn, tôi bắt đầu bây giờ bóp mồi, cẩn cắm đây rồi. Đây là mồi câu cá chép. Đây là mồi câu cá chấm chuyên dụng, có lá sắn này nữa. Vì câu cá chấm nó hay bị chết nên hôm nay mang cục muối đi, nếu trường hợp nó phình bụng ta ướp muối mang về. Bây giờ bắt đầu ra mồi, có muối rồi. Chưa hả? Ký đấy, trôi này, sợ xỉ ký đấy. Có không? Không dữ nha. Mà chơi. Lên. Giật những cái chất nhẹ đấy. Đây đâu? Ui, vướng dậy rồi. Trôi à? Ui. Trôi. Chuối đỏ. Ơi, chuối đỏ nó không ấy đấy, phải vạt. Nó vướng dây rồi. Vào rồi. Ui. Đang thay mồi thì nó ăn. Nó cứ mũi tung. À. Cần tay à? Chép rồi.
Chém rồi. Đúng rồi, bố đi đâu? À, bắt biển trên cá. Ra đây. Ui ui ui, chuẩn bị thay mồi quá. Ghét rồi, ghét rồi. Ui dồi. Ui ui ui, chuẩn bị thay mồi quá. Ghét rồi, ghét rồi. Ui dồi. Không to lắm. Phải coi đúng bác. Không cần. Bác không? Không cần. Úi trời. Trời ơi. Tức rồi. Mày có phạch lên tức là. Rút giáo để ý thôi. Bị xước rồi. Rất mà nghe phạch. Cái này nó mất cái sứ này. À. Nó to đây chắc nó xước. Trôi thành trôi đỏ to phết. Tuấn ơi. Nên ấy ai thanh niên vọt. À, đi ngang rồi. Tại con này. Càng ngay, càng lớn này, càng lớn này. Này. Ôi chú đứt rồi. Đứt rồi. Đứt rồi. Ủa có à rồi. Mày đừng muốn nâng nha. Mày kéo. Rồi kéo lên. Cân thủ nhỏ vật. Ấy. Cầm cân. Chú kéo này chú. Đứt luôn rồi. Đứt luôn rồi à? Kết quả câu cá. Ôi trôi mà. Có ba mẹ nhân viên phục vụ. Xem bạn kết quả cá như thế nào. Mình hôm nay ra cổng gặp chị em. Ôi trôi. Chấm đen. Con chấm đen đen xì. Chưa được đen xì. Nó như con cá nóc ấy. Trôi thằng trôi. Con của mình thì hôm nay là khá ít. Ôi, được con góc bé tí. Trôi chép bé tí. Các bạn hôm nay tôi câu trải đường mới. Ông bác ông câu được hai con, ông cho con này dài
hai gang, chép, bây giờ cắt này, hấp. Hôm nay câu móm, thế là ông bắt được hai con cho con này. Ông cho con này để về hấp nên bây giờ mình hấp được hai gang, hơn hai gang. Các bạn ơi, con cá này bây giờ tôi cho một khúc để tôi hấp, bởi vì có ba ngày ăn nên là mình chỉ hấp một khúc thôi, thử xem được bao nhiêu. Cá chép hồ tự nhiên rất ngon. Hồ được 2 ký 2, cá vẫn còn ngáp còn tươi. Bây giờ tôi mổ ra chắc lấy một đoạn này hấp thôi. Xin mời các bạn. Gia vị đã chuẩn bị xong thì đây là tôi chỉ cắt một cái khúc này thôi, thì ba người ăn thì cũng tầm này thôi, vì cái nồi hấp nó nhỏ. Còn cái khúc đuôi thì đã cắt cho cái cần thủ trẻ. Cần thủ trẻ em này câu toàn cá nhỏ nên là cắt chia cho cần thủ trẻ một nửa. À còn cái bụng trứng đó. Thì đây gia vị thì tôi sẽ cho tương đen. Tương đen hiệu gì đây? Johnny Mac. Cái tương đen này kho cá ăn rất ngon. Nó có mấy hãng nhưng chỉ cái hãng này kho ngon. Và đây cho cái nước màu của nước màu dừa đặc sản. Đây cái nhãn thì tôi cũng không rõ. Cái này thì cho ít thôi, cái này cho một ít rồi cho nó. Đây, đây là miến. Miến đao. Miến đao tôi trùng qua nước sôi tôi cắt ra. Quả ớt, hành. Thì nấm. Nấm này không biết là gọi là nấm gì đây. Tôi cũng trùng qua nước nóng ngâm nở ra rửa sạch. Đây là rau tía tô và rau thì này. Đấy, muối mệt chín. Wow. Được. À còn cái trứng nữa. Tôi lấy con nữa này. Đấy các bạn, bây giờ tôi ướp gia vị một lúc và cho vào hấp. Món cực ngon, khả năng mình thấy cực ngon. Đấy các bạn, trứng của nó tôi lấy vào đây. Nó có hai buồng trứng thì đưa cho cần thủ trẻ một buồng. Còn đây là cái bóng đó là mình để mình hấp cục. Đấy bây giờ tôi cho gia vị. Cần thủ trẻ hôm nay công không được con nào to. Ông bác ông chia sẻ con này thì cắt cho cần thủ trẻ một nửa. Bây giờ cho tương đen. Tương đen người ta ăn phở nhưng mà cái hiệu này ngon này, còn có một cái mấy hiệu khác kho nó ăn chật chật nó không ngon đâu. Tương đen cho nát, cho đi mách vậy thôi. Tôi cho khoảng ối giời, nó phạch cái ra. Tôi tầm bao nhiêu. Đấy. Cái tương này kho cá rất ngon. Đây là nước nước màu dừa, nó có mấy loại, hoặc là nước màu của đường thốt nốt cũng được, như cái này là bằng dừa. Cái này nó chỉ lấy màu thôi, nhưng mình không cho nhiều quá, cho nhiều quá là nó cũng hắc. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cho ít bột ngọt. Bột ngọt tức là 19 đấy. Glutamate natri đấy. Cho ít muối. Cho vừa vừa để cho nó tí, mình cho cái này vào mình trộn nữa. Các bạn sẽ xem đầu bếp bình thường. Tôi là đầu bếp bình thường nhưng mà nấu ăn khá ngon ấy. Bây giờ mình đảo lên, đúng là mình bóp bằng tay đi thôi, tốt nhất tôi bóp bằng tay cho muối nó vừa các thứ vào đây. Tôi không khía cái này. Bởi vì mình hấp chín nên mình bóp vào tay này cũng không có gì. Bởi mình mổ cá mình cầm bằng tay mà. Nên các bạn này, nếu nói về vệ sinh an toàn thực phẩm chắc không vấn đề gì. Đấy tôi bóp thế. Và bây giờ tôi cho miến với các thứ nó vào. Bóp đều lên. Từ tí nó ngấm. Đây bây giờ nó ngấm vào cái này là gia vị luôn. Đây là hành này, tôi cho cả miến luôn vào bóp. Còn quả ớt này sẽ cắt nó ra. Đấy, nấm đây. Xong là quan trọng mình xếp vào rau đây. Mình cứ đảo đều xong mình xếp lên mình hấp thôi. Cắt một quả ớt này vào.
đấy, thế thôi, tôi đảo đều lên thôi, nghĩa là tóm lại đảo đều lên thôi. Các bạn nào quan tâm theo dõi, nhưng mà cái mình đã bóp vào đây rồi. Ôi, thế này nó hơi đầy nồi mà không biết là nhiều. Không cho mặn lắm. Đấy, đây là gia vị. Đấy. Ui giời, no. Đầu bếp. Đầu bếp bình thường nhưng mà khả năng nấu khá ngon. Khả năng là ngon. Bây giờ tôi xếp vào nồi. Các bạn nào tôi xếp thì không ấy, đây nồi, cái nồi này cho một ít nước thôi. Nó có cái vỉ này, hấp trong vòng mấy phút ấy. Nhưng bây giờ thì chắc tôi cho một ít nấm dưới đây, trang trí. Đấy. Một ít nấm ở dưới, một ít nấm ở trên. Đấy. Bây giờ nhồi vào trong này nữa. Nhồi chặt vào trong này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cũng khá là hấp dẫn đấy. À, cái này nó vành vành nên là mình nặt nó lên. Mặc dù mình không phải đầu bếp đấy, nhưng mà nếu mà đồ nấu nướng chắc mình cũng tạm tạm. Những cái nấm xếp nó lên đây. Ôi, vừa cái nồi. Cho rau vào đây. Các bạn còn cái trứng này thì tôi đưa cho ông cần thủ trẻ một cái tảng rồi, tôi để lên đây, xếp lên đây. Đây cái bong bóng, xếp lên đây. Bong bóng, xếp lên đây. Còn cái gan thôi, xếp lên đây. Đấy. Đây là món đấy, tôi cho lên tô hấp. Đấy các bạn cho vào đây, các bạn nhìn thấy bố trí nó còn sống, cũng chưa chín nhưng mà trông rất đẹp. Đấy, món cá hấp miến, miến nấm hương, tía tô, thì là món này từ miến, ngọt từ nấm. Đấy, bây giờ đây. Bây giờ chế độ hấp. Chế độ hấp là cái đây. Cái này, chế độ hấp là của cái này. Nó hấp trong vòng 7 phút. Cái này áp suất khả năng là 9. Bấm lên, bắt đầu. Bam 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 bam. Các bạn hãy đợi đấy. Các bạn, món này đã chín. Đun 7 phút đã chín. Ui dồi ôi, các bạn nhìn đẹp mê ly. Các bạn thấy chưa, trứng nó vàng, bốc hơi nghi ngút. Thì tôi thử một tí xem chất lượng. Thôi thử tí miến thôi. Thì ngon từ miến, ngọt từ nấm. Xin mời các bạn. Ui, cực ngon. Đây là cái bóng của nó đây. Bây giờ tôi múc, không biết múc kiểu nào, tôi cứ múc cái khúc này xuống đây. Ngon từ miến, ngọt từ nấm. Các bạn thấy chưa, tuyệt vời chưa? Đấy. Đây là nấm này. Đây là cái trứng này. Ngon từ miến, ngọt từ nấm. Những cái nấm đó.
các bạn thấy chưa? Cái miến nó trông nó đen thôi nhưng mà ăn rất ngon. Đấy, món cá hấp miến. Thì video này tôi làm đến đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.